Và nếu Forkfield thành công thì có thể Vâng, hai con Cooper đã nằm xuống. Thế hiện tại của Nechio là 3. Anh ấy đang có 3 con Cooper ở đây, 4 con rồi. mẹ trẻ của SF5 Silver đã recon cả quân của mình về rồi. Vâng, quyết định đi về thời điểm này là tôi nghĩ là đúng là cũng rất là Dù hợp sao lý. về nhà vẫn tốt hơn Vậy. mẹ nuôi các con. Tại vì Vâng, là update của Protoss đang trên đường đến con số 3. ba tắc Và tôi để ý rằng có lẽ như là Wemmự không dùng nhiều lắm đến Konobut của mình thì phải. vâng, anh ấy đang có rất nhiều cơ bút. Vâng, lại là một đợt push từ Wemmự. Mua vào. Anh ấy đang đi đâu đây? Bên phía Necio thì cũng chỉ có một Corruptor thôi. À không, có rất là nhiều. Vâng, tôi thấy đang thấy một con Dark Templar đang lẩn vẩn. Vâng, nó đang đi đi vào kiểm tra mỏ 4. Vâng, tất cả của quân của Emu đang la mỏ 4. Vâng, quay lại rồi, anh ấy đã nhìn thấy, anh ấy đã nhìn thấy đạo quân của Necio. À, và anh ấy quyết định phòng thủ. Vậy anh ấy nên nên như vậy thì tốt hơn. Tại vì rớt là một cái quân của rớt nó rất là cơ động. Chỉ một sai sót nhỏ là chúng vô tốt có thể là phải chấp nhận di ngay lập tức. Vâng, và đã có update cộng 3 cho Protoss. Và vô tốt quyết định mở ngay đợt tấn công. Trong Anh khi ấy đang đó lao lên. chỉ có một thôi. Anh Và ấy đang lao lên. Vâng, con Dark Templar thì đã bị Overseer phát hiện rồi và Rốt ở đây đã nhìn thấy. Vâng, hiện nay tôi đã thấy là Weimu đã mắc supply rồi. Anh ấy đang 199 và anh ấy đang bắt đầu mở cuộc tấn công vào. vâng và rất nhiều Vâng, rất Spartan. nhiều và rất nhiều Stalker đang target vào Cooper. Vâng, mẹ trẻ lại lại gì rồi, lại mẹ trẻ lại bắt đầu quấy rối rồi. Vâng, phóng thư rất đẹp, Cooper, vâng, chia đôi Cooper con mặc dù đã ăn được một à, con rồi. Colo rất hay đấy các bạn, rất nhiều. Vâng, Vâng, nhìn về phía Supply Army thì có lẽ chúng ta cũng đã đoán biết được kết quả như thế nào. vâng đúng vậy, hiện nay Và là Cooper của chúng ta đang dẫn trước tỷ số và số update. easy. Vâng, Memu Xin lỗi, đã chúng tôi nói gì gì nhưng mà nên